đây là dàn mini dòng đời cao cấp đến từ thương hiệu Onkyo. Model là Onkyo NFR-7TX. Dàn này full chức năng. Đầu tiên là chức năng Bluetooth tiện lợi. Em đang test nhạc qua chức năng này nha. Khi mình phát nhạc ở trên cái điện thoại thì trên màn hình sẽ hiển thị cái danh sách bài hát mà mình đang nghe. Và mình dùng cái điện thoại có thể điều khiển tùy chỉnh được cái âm ly này luôn nha. Volume lớn nhỏ, chọn bài hát và có thể hiển thị được các danh sách bài hát mà mình đang phát ở trên cái điện thoại hoặc là máy tính bảng hoặc là laptop. Ngoài chức năng Bluetooth tiện lợi ra thì phía trên nóc của máy có chức năng NFC và đọc thẻ nhớ SD, USB, CD, tất cả đều hoạt động hoàn hảo. Phía sau âm ly có ngõ optical in giải mã DC chuẩn 24 bit, kết nối với Max TV qua tín hiệu quang cho chất lượng âm thanh chuẩn sạch, nghe hay hơn, trong hơn và chất lượng hơn. Có ngõ sub out để kết nối sub điện rời tăng dãy âm trầm. Có ngõ USB nhận dàng làm sao cạc rời. Các bác nào hay nghe nhạc lót nét từ trên máy vi tính thì đây là một chức năng cực kỳ tiện lợi để mình nghe nhạc lót nét nha. Và rất là nhiều ngõ in out để mình kết nối điện thoại, TV, máy tính FM thì mình cắm anten vào đây để nghe giúp em. Onkyo NFR-7TX, hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V, công suất âm ly là 55W. Công suất loa là 70W một thùng, 140W trên cặp loa. Đồng bộ giữa loa và âm ly là cùng model NFR-7TX. Vì sao em nói cùng một model? Vì cái dàn này đa phần về hay bị lai cái âm ly hoặc là lai loa. Hiếm khi có một bộ dàn trùng cái model như vậy lắm nha. Đây là tổng thể cả mặt sau của bộ dàn. Đây là góc cạnh của loa nè. Đây là dòng đời cao cấp, rất là ít về. Đa phần các bác sẽ thấy NFR-7, NFR-7X. Nhưng mà cái dòng gạch 7TX là dòng đời mới sau này. Nên bên Nhật á, có giá xuất xưởng rất là đắt. Nên cái model này á, các bác gặp thì mình nên sưu tầm để mình nghe nhạc và trưng bày. Có một điểm trừ cho bộ dàn này á, thì là khi vận chuyển từ Nhật về nó bị trầy cái đề can bên hông nè. Nếu mà các bác không thích á, không ưng á, thì em sẽ dán lại đề can miễn phí cho mình. Còn mặt tiền là khỏi chơi à, rất rất là đẹp nha. Các bác không ưng bên hông như vậy thì em sẽ nhờ thợ design dán cái đề can mới cho mình để cho cái cặp lo này nó hoàn hảo hơn. Còn mình thích nguyên bản, nguyên sim thì để như vậy mình sử dụng. Tùy nhu cầu, các bác có thể liên hệ với em qua số điện thoại cũng như Zalo để nhân viên tư vấn và chốt hình thức giao dịch cũng như là dán lo hay là để nguyên sim cho các bác nha. Các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc. Chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang tặng nhà cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các bác một cái remote học, tức là cái khiển học. Mình có thể chỉnh được bass treble lên tới 5 mức, tùy gu mà mình chỉnh nha. Và chỉnh được super bass siêu trầm, 2 mức. Ngoài chỉnh bass treble ra thì đương nhiên mình sẽ chỉnh được full chức năng trên bộ dàn này. Mặt âm ly là phai nhôm. Khi qua chức năng Bluetooth thì đèn LED màu xanh ở chỗ Bluetooth này nó sáng rực lên, nhìn rất là đẹp. Mình có thể nghe được USB, thẻ nhớ SD, CD, optical, giải mã, AUX, kết nối điện thoại, radio, AM/FM hoặc là kết nối với máy vi tính làm sao cạc rời. Quá nhiều chức năng, quá nhiều công nghệ trên bộ dàn này. Và ở trên này nó có một cái công nghệ khác là chỉ cần mình đưa cái điện thoại này nè vào là nó nhận. Đây, ở đây sẽ có cái NFC nè. Điện thoại Android thì đa phần sẽ có cái NFC này, nó giống như Bluetooth vậy. Mình chỉ đưa cái điện thoại lên mà mình có thể điều khiển cái âm ly này và mình có thể phát được nhạc theo ý thích rồi. Và đây là cặp lo zin theo dàn, thiết kế rất là đẹp, với màn lo bằng giấy. Gân á, là gân giải tẩm dầu xếp ly ngược, và đặc biệt cái mũi phía trong của nó là bằng nhôm, hình quả tiễn như vậy nha. Nhìn rất là đẹp, rất là độc, đáp ứng tiêu chí nghe nhạc hay, trưng bày cho các bác. Chép đơm nên cho tiếng chép rất là hay và sắc. Em vừa test nhạc qua chức năng Bluetooth, tiếp theo em sẽ test chức năng radio cho mình tham khảo nha. Đây, FM thì em đang test ở tần số 90MHz, bây giờ em sẽ lớn volume. Rồi, vậy thì không biết là anh Huy có mong muốn là cùng kết nối với bà con của chúng ta không?
để lại số điện thoại để bà con của chúng ta có thể là cùng kết nối đây ạ. Qua chương trình FM của Giang tần số là 108 Bắc Phun Đài Việt Nam, ngoài nghe được tần số 90 đó, mình Bắc cái điều Phun mà mình mong muốn và để lại số điện thoại anh Huy ha. Có các bạn nào không? Rồi em sẽ test AM cho mình tham khảo luôn nè. Nhập khẩu đó đi. Với là AM, FM hoạt động ok. Cần một tiếp theo mình sẽ nghe HD đi nha. Ở đây nó có là input nè, em sẽ hướng dẫn các bác hiện ở trên vàng luôn. Line là kết nối điện thoại, TV máy tính, ngõ tác cũng vậy luôn. Digital là mình dùng giải mã DC kết nối với Max TV. DC là mình dùng làm sao cạc rời CD, HD. Đây em đang test chức năng thẻ nhớ HD nha. Và đặc biệt cái Amly này nó nhớ cái bài ở cái phút, ở cái dây nào mà mình đã nghe qua thì nó lưu trữ luôn. Ví dụ như hồi nãy em đang nghe bài số 2 ở dây thứ 4 thì nó sẽ nhớ luôn. Rất là tiện, một bộ dàn cực kỳ nhiều chức năng và tiện lợi cho mình nghe nhạc. Sẽ nghe nhạc qua chức năng đĩa CD nha. Cầu giải mã cho các bác tham khảo rồi em xin kết thúc clip. Các bác có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099 giúp em. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm tìm hai cánh hoa. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V vui lòng được cảm nhận 220. Chuyển điện từ 100V lên 220V thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện cho mình. Thỉnh thoảng lối đi nắng mai chập chờn. Một lòng tin mai đây nắng ấm tìm vào đôi.